Hello mọi người ha. Xin chào mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của em ha. Kênh tập trồng lan ha. Và xin kính chúc mọi người một ngày tốt lành ha. Mọi người khi xem video nhớ đăng ký kênh em ha. Đăng ký ủng hộ và thấy hay like chia sẻ ha. Để tạo cho cái kênh em chia sẻ ngày càng nhiều hơn ha. Có động lực làm nhiều hơn ha. Dạ. Thì hôm nay em tiếp tục chia sẻ cái cây trắng thái. Cái cây trắng thái này là nó trồng bằng cây mọi người. Thì chắc chắn là mặt hoa như thế rồi. Tại vì sao em thấy thích quá. Em thích cây trắng thái quá. Em thích cái mặt hoa nó quá. Cho nên em quyết định em mua nó. Thì bữa giới thiệu sơ qua thì bữa em mua nó là có một cái thân chính này nè, thân này và hai cái thân mầm này nè, mầm này mọi người. Thì cái thân già này thì là nó đã bị cắt rồi, nó già nó cắt rồi, người ta cắt, người ta ươm cây rồi, người ta bán hai cái thân này thôi. Thì về thời gian cái em có công chuyện đi đâu khoảng 1 tuần á, thì nước mưa nó xuống làm sao cái nó thúi ở đây, nó thối đây, về em cắt ra, cắt ngang này, em bôi keo liền sẹo lên, và còn một mầm này thì em cho nó đi lên. Thì cái mầm này thì lúc này lên này, vừa rồi mới mấy trận mưa vừa rồi cái nó cũng bị cái này lá này, nhưng mà không sao, khô hết rồi, lành hết rồi, bớt rồi, ngọn vẫn đi phơi phới mọi người. Thấy chưa? Thì em mới em thấy cái thân này nè, nó còn non quá mà em kích thử, thì em kích vô không ngờ kiểu như cây nó lật á mọi người. Cái này nè, non bèo mà kích thử vô vậy mà nó ra nè, 1 cây nè, 2 cây nè, 3 cây nè, 3 cây nè mọi người. Và dưới đây nó tức nó nảy cái mầm mới lên luôn đó, thì em cũng tính là để cái lầm này luôn, nhưng mà thôi nay em quyết định em tách cái hai cái kia này ra, hai cây trên thân già nhất này, cái này có rễ đó, em trồng qua chợ mới thì em sẽ tách ra cho mọi người xem luôn ha. Tách thì đơn giản, mọi người lấy cái dầu lam cắt ở đây, cắt ở đây dưới đây luôn, cắt hai cây này luôn, rồi em trồng lại một cái chậu mới ha, để chia sẻ mọi người ha. Và cái này em làm giống vì cái mặt hoa rất đẹp, thời gian nữa thì là qua năm nó sẽ có hoa thì rất đẹp, em thích. Nó cũng dạng như cái mặt hoa nó cũng giống mặt hoa Phú Thọ mà nó nhạt hơn, cái hai con mắt nó nhạt hơn mọi người. Tí em kèm theo cái ấy cho mọi người xem nha, kèm cái mặt bông ha, trắng thái ha. Là cũng rất đơn giản. Này em cái kỳ của nó, kỳ mẹ của nó này. Thì em dùng dao lam đây. Em đã cắt rồi. Em cắt rồi. Đó. Thì cái này mình chỉ có kỹ thuật cắt thôi. Cắt nhẹ nhàng nhất làm sao cho nó đừng có bị ảnh hưởng mấy cái đầu rễ thôi. Đó, mọi người rễ ra nè, đừng có ảnh hưởng tới cái rễ, mà sẽ bo keo liền sẹo vô đây. Em cũng sẽ bo cái keo liền sẹo vô cái chỗ mà mình cắt ở trong cái thằng này luôn, thằng mình cắt đó, để cho nó đừng có mưa ướt ha mọi người. Vô đó, ok vậy thôi. Đó, em tiến hành em trồng này, vẫn còn một lùm mà, vẫn còn một lùm, vẫn ok. Em chiết ra em trồng đó, vẫn ok, kia cũng được 5-6 cm rồi, rễ ra cũng tương đối ok này. Giờ em tiếp tục trồng tiếp đây. Cái chậu em hoàn thành đây đó, mọi người thấy hai cái kia này nó tách ra thành công rồi, giờ chờ thôi, cái kép không bị lỗi gì hết á. Em cắt dưới này nè, xong rồi có cây này em buộc cái dây rút vô đây,
và hai cái rễ này còn giữ nguyên luôn, hai cái bộ rễ của hai cái cây này vẫn nguyên luôn đó, không có vấn đề gì hết. Thì em cách thông thường của em trồng á, thì dưới đây là xốp mọi người, xốp dưới, xong rồi trên này để em bỏ thông hoặc than, rồi xong ở trên mặt trên thì em bỏ bỏ thông nhuyễn tí trồng, và em bỏ ít rêu rừng cho nó giữ ẩm tí xíu nữa là hoàn thành đó. Hoàn thành cái việc mà ghép cây tách cái kỳ mới này ra, có thể để em đưa lên vàng luôn đó, mọi người thấy đây, rồi tuyệt vời không. Là hiện nay là bây giờ em đang có được thêm hai cây này rồi nè, ghi là trắng thái luôn đó, có một thêm một chậu lan nữa, hồi đó mua một chậu rồi bây giờ còn bao nhiêu cây trong đó, giờ thêm một chậu nữa thì cũng có việc để làm, có việc để chăm liên tục phát sinh cây mới liên tục. Ok ha, em thì thời gian mà nó lớn lên á, thì thời gian để nó phát triển thế nào thì em sẽ làm clip tiếp, một clip tiếp để chia sẻ với mọi người ha. Hôm nay clip tới đây em xin kết thúc ha, và xin chào mọi người ha, mọi người nhớ đăng ký kênh em nhé.